Helen xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Helen sẽ share với mọi người cách nấu xôi đậu phộng. Helen có nếp. Nếp thì để rửa vo cho thật là sạch. Và sau đó Helen đã ngâm nước qua đêm. Đậu phộng thì Helen cũng rửa sạch và ngâm nước qua đêm. Nhưng mà đậu phộng thì nó sẽ lâu chín hơn, thì mình phải luộc trước, hoặc là mình có cái lò vi sóng á, mình bỏ vào cái lò vi sóng mình bấm khoảng 4 phút thì cái để rút ngắn thời gian, thì Helen đã luộc cái đậu phộng cho nó chín trước rồi, để mình hấp, mình trộn với cái nếp mình hấp cho nó mau chín á. Thì đây thì mình có lá dứa để mình khi mình hấp xôi á, mình để lên cho nó thơm. Cái này nó hơi dài, hay mình cắt ngắn bớt một chút xíu. Thì cái nếp này mình cái lá dứa này mình cột lại như gì nè. Đó, để mình hấp xôi mình bỏ lên cho nó thơm. Rồi cái nếp này á bây giờ mình trộn với cái đậu phộng nha, mình cho chút xíu muối. Với đậu phộng hai cái mình trộn lại với nhau. Cái mình đi mình hấp, mình bỏ vô trong cái sửng mình hấp nha mọi người. Thì khi mà mình trộn hai cái lại thì mình phải bỏ thêm chút xíu muối cho nó mặn mà, cho nó ngon. Rồi bây giờ mình phải dùng một cái sửng. Cái sửng thì mình lót một cái miếng vải mùng á, để khi mà mình hấp xôi nó không có bị rớt xuống á. Nó mình bỏ vào đây. Rồi xong rồi mình để cái lỗ chính giữa như thế này để cho cái hơi nó lên, thì cái xôi mình nó chín đều á. Đó. Rồi ở đây thì mình bỏ lá dứa. Mình để lá dứa đây. Khi mà mình hấp á nó thơm cái mùi lá dứa, rồi mình tủ cái này lại. Rồi nước nó sôi á, mình bỏ lên, mình hấp. Rồi bây giờ mình đem mình hấp nha. Thì mình hấp khoảng 10 phút rồi mọi người. Mình mở cái nắp ra mình coi nó như thế nào ha. Ồ, nóng quá. Rồi mình xới nó ra, mình xới nó lên. Ồ, cũng gần chín rồi đó, tại vì mình ngâm nếp qua đêm á, nó rất là nhanh chín mọi người, mà nó khô ráo ngon lắm. Đó, mình xới cho nó đều lên, cẩn thận nóng lắm. Ồ, mình bỏ miếng lá dứa vô mình hấp á, nó thơm lá dứa với đậu phộng rất là ngon mọi người ơi. Này mình hấp xôi mình ăn sáng nha, ngon lắm này. Mình ăn miếng thử chín chưa? Gần chín rồi. Mình hấp thêm không 10 phút nữa đây cho nó chín khô ngon lắm, tại mình ngâm qua đêm rồi đó. Rồi mình cũng đậy như vậy nữa, mình hấp thêm 10 phút nữa. Thì để ăn kèm với xôi á, thì mình có dừa. Cái này thì mình mua dừa non mà đông lạnh á. Tại mình cái dừa đông lạnh rồi mình về mình rửa cho thật sạch nha mọi người, nha, nó khỏi bị hôi dầu á, nên nó cũng giống như dừa tươi vậy á.
Đây, nó rửa thật sạch rồi xong mình vắt cho nó ráo nước nha. Về cá muối đậu phộng, thì cái đậu phộng á, thì Helen thích mua cái loại mà nó không có vỏ. Rồi về mình bỏ trong cái lò vi sóng á, mình quay khoảng 1 phút, rồi mình đảo lên cho nó đều. Rồi mình quay tiếp, rồi mình kiểm tra cho nó vàng á, là nó chín. Rồi mình có muối với đường, thì mình trộn cái muối đậu phộng thì tùy theo cái khẩu vị nhà mình nha. Nếu mà mình thích ăn ngọt nhiều thì mình bỏ đường nhiều, cái này thì dễ rồi, thì bỏ đường với lại muối nó có cái vị ngọt 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 nhiều hơn là mặn. Mình trộn rồi xong mình nêm nếm cho nó vừa với mình. Muối đậu phộng là dễ rồi, ai cũng biết làm mà. Nếu mình thích ăn đường nhiều thì mình bỏ nhiều đường vô, mình nêm nếm. Cũng vừa rồi. Vậy thì mình có muối đậu phộng nè, dừa nè. Rồi mình đợi sôi chín, rồi mình ăn thôi. Rất là dễ phải không mọi người? Nhanh gọn lẹ. Sau khi mình hấp mà sôi 20 phút thì nó đã chín rồi nè mọi người. Đó. Bây giờ mình xới nó lên. Xôi khô ráo rất là ngon. Đậu phộng nó cái hột nó lớn nhưng mà nó chín đều lắm, tại vì mình đã luộc trước á. Chứ nếu không thì mình hấp một lần luôn thì nó không có chín cái hột đậu phộng được đâu. Mặc dù mình có ngâm, cho nên mình phải luộc đậu phộng trước rồi mình hấp nó rất là ngon mà nó chín đều. Rồi bây giờ mình múc xôi ra cái dĩa. Thì nếu mà mình thích ăn cái xôi đây mình trộn với dừa, thì mình múc xôi rồi xong mình trộn với dừa. Cái này là ở quê mình thì ăn như thế này. Đó. Rồi mình bỏ dừa bào vô, mình trộn đều nó lên. Mình trộn vừa xôi vừa dừa, trộn đều lên. Nếu mình muốn ăn dừa nhiều thì mình trộn nhiều. Rất tùm lum. Đó. Mình trộn vậy ha. Rồi mình bỏ muối đậu phộng lên trên. Đây. Thì là mình có dĩa xôi, hoặc là mình không có trộn, mình chỉ bỏ ba xôi lên trên cái dĩa. Tại vì có nhiều người thì không có thích ăn dừa trộn chung á, thì mình không có bỏ xôi lên, mình không có trộn cái dừa nó vô trong xôi, mà mình chỉ múc nó ra cái dĩa như thế này. Rồi xong rồi mình bỏ dừa qua một bên. Đó. Cái này nếu mà mình muốn ăn bóc tay á thì mình cứ bóc một miếng dừa, một miếng xôi, thì xong rồi cái muối đậu phộng á mình cũng chế ở chính giữa. Thì cũng như thế này. Thì mình có cái dĩa xôi rất là ngon cho cả nhà ăn. Thì bây giờ để Helen ăn thử ngon không nha. Helen review cho mọi người xem. Đó. Mình chấm như thế này, mình bỏ miếng dừa lên.
rất là ngon, tại vì cái lạp phộng nó chín nha mọi người à. Mình hấp trước mình nấu cho nó chắc. Ăn kèm với dừa non nó rất là ngon. Mình thích ăn dừa non. Mời mọi người nha. Lâu lâu ăn xôi rất là ngon. Vì lâu lắm rồi Helen cũng không có nấu xôi. Ăn thêm miếng nữa. Ngon lắm, ăn kèm với dừa, với đậu phộng. Nó thơm mấy mùi lá dứa á. Rất là ngon. Mọi người thử làm cái món xôi hấp với đậu phộng cho cả nhà mình ăn nha. Helen làm tạm ngừng clip tại đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra xem. Nếu thích làm ơn bấm chuông, đăng ký kênh ủng hộ cho Helen nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngày mới an lành hạnh phúc. Thì bây giờ bye bye mọi người, rồi mình tiếp tục mình ăn hết cái dĩa xôi này nha. Bye bye.